Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau phân biệt giữa loài ếch và loài cóc các em nhé. Đầu tiên, chúng ta có thể nhìn vào chân sau. Em có thể phân biệt cóc với ếch qua độ dài của chân. Nếu có thể lại gần chúng hơn, hãy nhìn kỹ đặc biệt vào chân sau của chúng. Chân sau của ếch rất dài vì chúng nhảy nhiều hơn cóc. Chân sau của ếch to hơn đầu và thân của chúng. Chân sau của cóc nhỏ hơn do chúng thường hay bò. Chân sau của chúng ngắn hơn đầu và thân. Kiểm tra bàn chân. Bàn chân ếch có màng vì chúng dành phần lớn thời gian sống trong nước. Chân sau của ếch thường có màng. Một số loài ếch có màng ở chân trước. Em có thể nhìn thấy miếng đệm dính dính ở chân chúng. Chân cóc thường không có màng và đệm chân. Chúng ta cũng có thể xem xét đến hình dáng. Thân hình ếch có xu hướng thanh mảnh và thể thao. Ngược lại, mình cóc ngắn và mập hơn. Lưu ý đến da. Da ếch trơn nhẵn hơn nhiều so với da cóc. Da cóc thường xù xì, trong khi da ếch trơn và ẩm ướt. Da cóc trông như được bao phủ bởi một lớp mụn cóc. Quan sát đến màu sắc. Thông thường, ếch có màu nhạt hơn cóc. Mặc dù da cóc cũng hơi xanh, nhưng về phần tổng thể vẫn tối hơn màu ếch. Quan sát con vật khi nhảy. Cả ếch và cóc đều nhảy, tuy nhiên ếch nhảy nhiều hơn và cao hơn hẳn. Ếch có những cú nhảy rất cao và xa, cóc bước nhảy ngắn và thiếu khả năng nhảy xa. Tiếp đến, em có thể để ý xem con vật có bò không. Cóc thường bò nhiều hơn là nhảy. Bò là kiểu di chuyển chính của cóc. Bạn hiếm khi nhìn thấy ếch bò. Một con vật đang bò, nhiều khả năng là con cóc. Tuy nhiên, cũng có trường hợp cân nhắc nếu như một con ếch bị thương, có thể cũng phải bò. Cuối cùng, chúng ta có thể xem xét nơi em phát hiện ra con vật. Ếch cần ở nơi gần nước để tồn tại, trong khi phần lớn thời gian của cóc ở những nơi không có nước. Một con vật sống ở gần nước có khả năng là ếch. Nếu bạn thấy con vật ở cách xa nước, có thể là cóc. Ếch hiếm khi rời xa khỏi nguồn nước. Hy vọng rằng những thông tin trên đây có thể giúp em phân biệt được ếch và cóc. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài học. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được theo dõi những bài học tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!